Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị ngày 7 tháng 10 cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Sa Mùi, tỉnh Salavan, Lào bắt giữ một đối tượng sau 22 năm trốn truy nã. Trước đó, qua công tác trinh sát ngoài biên và thông tin trao đổi với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tích cực điều tra, xác minh, truy tìm, phát hiện đối tượng người Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang cư trú trái phép tại bìa rừng bản A Vòng, huyện Sa Mùi. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã đề nghị công an huyện Sa Mùi, tỉnh Salavan bắt giữ đối tượng này. Đến 11 giờ 45 phút ngày 7 tháng 10, cơ quan chức năng Lào đã bàn giao đối tượng cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lây tiếp nhận xử lý. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Hồ Văn Nho, 54 tuổi, quê ở xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang bị công an tỉnh Quảng Trị truy nã về tội trộm cắp tài sản vào năm 2000. Trước đó, vào năm 1999, đối tượng cùng với 6 người khác trộm cắp tài sản của một người dân ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép sang Lào nhằm mục đích lẩn trốn trách nhiệm.